Hello everyone, nice to see you again. Today we will learn English 8. English 5. Hello. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải đề giữa kỳ 2 của chương trình tiếng Anh lớp 5. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Combo đề tiếp theo. The chicken là gà, bread bánh mì, food là đồ ăn, trong khi rice là cơm. Vậy chúng ta sẽ chọn cái food là từ khác loại. Rồi math môn toán, subject là môn học, science là môn khoa học, music là môn âm nhạc. Cái kia là môn học, đây là môn học nói chung. Breakfast, bữa ăn sáng, lunch, bữa ăn trưa, dinner, bữa ăn tối và have là ăn, có ăn. Chúng ta chọn câu D. Câu số 4, house là ngôi nhà, father, mother, brother là thành viên trong gia đình. Do đó chúng ta sẽ chọn câu A. Câu số 5, headache, toothache. Đau đầu, đau răng, fever bị sốt, doctor là bác sĩ, chúng ta chọn doctor. Rồi, hãy nối này. Where was Lan yesterday? Ngày hôm qua Lan đã ở đâu? Nói về cái nơi ở đâu, chúng ta sẽ chọn câu C. At the Song Festival, ở một lễ hội âm nhạc. Câu 2, what did she do? Cô ta đã làm gì? Cô ta đã làm gì? Chúng ta tìm hành động nha. Cô ta đã nghe các bài hát tiếng Việt và tiếng Anh. Đây, she listened, ED đây. To Vietnamese and English strong. Who did she meet? Cô ấy đã gặp ai? Her teacher and friends. Gặp, nói về người thì chúng ta phải chọn câu có người, giáo viên và bạn bè. Were there many people? Câu này là câu hỏi yes, no. Có nhiều người phải không? Cái này là yes. There were a lot. Ở đây có were, ở đây có were. Chúng ta chọn, chúng ta không chọn cái câu she did này, mà chúng ta phải chọn câu có there, có were nha. Rồi câu số 5, did she like the festival? Cô ấy có thích lễ hội không? Ở đây là câu hỏi yes, no. Nó có she, có did. Chúng ta tìm câu trả lời có she, có did là câu A nè. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Would you like something? Bạn có muốn gì để ăn hay không? Để ăn, chúng ta nhớ chọn câu B nha. Câu B. Rồi, eating và eat là không được, chúng ta phải chọn câu B nè. Câu số 2, C. Cô ta đi tới Sầm Sơn Beach vào mùa hè năm ngoái. Các bạn lưu ý, last summer là dấu hiệu của quá khứ rồi. Thì quá khứ các bạn phải chọn động từ cột 2 là she went, chứ không phải she go as gì đâu nha. Rồi, câu số 3, if you have a short throat, nếu bạn bị đau họng, bạn nên uống trà nóng. Bây giờ khuyên bảo, bạn nên sẽ là should nha. Rồi câu 4, tôi bị sốt rồi, tôi cảm thấy rất là A là mệt mỏi, tired, B là well là khỏe, C là hungry. Câu B, câu C loại vì nghĩa không đúng, chúng ta phải chọn câu A, tôi rất mệt. Rồi chúng ta sang bạn văn này. Next Sunday is a holiday, chủ nhật tuần tới sẽ là một kỳ nghỉ. I'm going to somewhere with my family. Tôi sẽ đi một nơi nào đó với gia đình của tôi. My father likes to go to Vũng Tàu. Bố của tôi thích đi Vũng Tàu. He thinks the weather is cool and it's good for our health. Ông ấy nghĩ rằng thời tiết sẽ là mát và rất là tốt cho sức khỏe. But mother doesn't want to go anywhere. Nhưng mà mẹ của mình lại chả muốn đi đâu hết. She wants to stay at home. Bà ấy muốn ở nhà. My sister wants to visit Dallas. But my brother likes to go to Đầm Sen Park. Em gái tôi thì muốn đi Đà Lạt nhưng mà anh trai tôi thì lại thích đi Đầm Sen. Mỗi người một ý đấy mà. Rồi chú Phần, next Saturday is a holiday. Ở trên đây là Sunday, ở đây là Saturday, vậy nó sai bét rồi. Câu số 2, his father like to visit Vũng Tàu. Bố đâu? Đây, bố like to go to Vũng Tàu, đúng rồi nè. Tích vào chỗ đúng. Câu số 3, his mother like to stay home. Rồi, mother đâu? Mother doesn't want to go anywhere. She wants to stay at home. Đúng rồi, bà ấy muốn ở nhà. My sister wants to go to Đầm Sen Park. My sister wants to visit Đà Lạt. Vậy sai rồi, lệch rồi. My brother wants to visit Đà Lạt. Rồi anh trai thì muốn đi Đầm Sen, chứ không phải Đà Lạt. Sắp xếp lại những từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh. What is the matter with you? Cái này nằm trong cái bài số 11 luôn. What is the matter with you? Có chuyện gì với bạn thế? Có bạn bị sao thế đó? Câu số 2, tôi bị đau lưng. Ai đầu câu? I have a backache.
I have a bakery. Câu số 3. Câu số 3 là cô ấy nên đi gặp nha sĩ. Cô ấy đứng đầu câu she should. Cô ấy nên. Go to the dentist. She should go to the dentist. Câu số 4. Anh ta bây giờ đang chơi violon. Anh ta đứng đầu câu he is playing the violin. Violin nào? Đó, dễ, dễ lắm. Chúng ta sang đề tiếp theo nè. Một combo luôn ha. Rồi, nối này, where is your school là trường bạn ở đâu? Chúng ta phải tìm câu nào nói về vị trí nó ở một ngôi làng. Is he in the village? How many books are there? Có bao nhiêu quyển sách ở đó? Cái này phải trả lời về số lượng. Có số lượng là, mà còn có sách. There are 4 books. Đây. Câu số 3, where do you live? Bạn sống ở đâu đấy? I live in Hồ Chí Minh City. Rồi, what time do you get up? What time là thời gian, hỏi thời gian mấy giờ bạn thức dậy? I get up at 6 o'clock. Câu A. Câu số 5, what can she do? Cô ta có thể làm gì? She can speak English. Chúng ta xuống bài dưới nè. I go to school by. Các bạn nhìn vào hình đây là cái gì? Đây là xe đạp. Tiếng Anh xe đạp là bike hoặc là bicycle. Có hai cách viết xe đạp nhé. Bike, bicycle. Her father work in a hospital. Bố của cô ấy làm việc trong một bệnh viện. Ông ta làm nghề gì đấy? Ông ta là một bác sĩ. Doctor, bác sĩ. Câu tiếp theo, I want to buy some book and postcard. Tôi muốn mua một ít sách và một ít thiệp. Tôi đi đâu đây? Đi nhà sách. Let's go to the bookstore. Hoặc là bookshop. Các bạn trong chương trình lớp 5 các bạn học bookshop. Từ dưới ạ. Lily like to go to Nha Trang. Bye. Lily muốn đi Nha Trang bằng cái gì đây? Cái là máy bay. Máy bay tiếng Anh là plane. By plane. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chọn một câu đúng trong mỗi cặp câu sau. Anh ta đã mua cái tivi này vào năm 2010. Các bạn lưu ý 2010 là quá khứ rồi. Quá khứ phải xài động từ cột 2 là bought. Câu này đúng, ok. Rồi chọn câu A. Câu số 2, tôi bị cảm lạnh. Tôi bị cảm lạnh thì bạn kia khuyên bạn nên ra ngoài hay bạn không nên ra ngoài. Nó khác nhau ở chỗ này. Này là không nên. Cái này là nên. Dịch nào. Bạn không nên ra ngoài, vậy là câu A. Câu B sai nghĩa. Câu 3, Tom thì bị bị đau lưng này, backache. Anh ta nên mang vác đồ nặng. Tom bị đau lưng, anh ta không nên mang vác đồ nặng. Chúng ta bảo anh ta không nên nha. Câu B. Câu số 4, Linda sẽ giúp mẹ cô ta làm việc nhà. Linda sẽ giúp mẹ cô ta làm with the housework. Hai câu trên, câu dưới có gì khác nhau? Ở đây nè, chỗ này này, chỗ này này. Nhớ e going to hoặc là am going to hoặc là a going to. Cái này cộng động từ nguyên mẫu có to ở đây. Sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Đây là thì tương lai gần. Nhớ chưa? Chúng ta chọn câu B này. E going to help. Nó phải có to. Rồi đọc đoạn văn rồi chọn đáp án đúng này. Her name is Mai. Tên cô ta là Mai. She was born in Hanoi in 2001. Cô ấy sinh ra ở Hà Nội vào năm 2001. There are 4 people in her family. Her father, her mother, her brother and her. Gia đình cô ta có 4 người, bao gồm có bố, mẹ, anh trai và cô ta. She goes to school in the morning. Cô ta đi học vào buổi sáng. She likes learning English very much. Cô ta muốn học tiếng Anh rất nhiều. Thích học tiếng Anh đó. She had 3 English classes a week. Cô ấy có 3 tiết tiếng Anh một tuần. During the English lesson, she speaks English with her friends. Trong suốt giờ học tiếng Anh, cô ta nói chuyện với bạn cô ta. She learned hard at home too. Cô ấy cũng học hành chăm chỉ ở nhà nữa. She wants to become a teacher of English in the future. Cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai. Rồi, her name is Mai. Đọc bài câu này dễ lắm. She was born in, cô ấy sinh năm nào? 2001 nè. There are, có mấy người gia đình cô ta? There are 4 people in her family. 4, she likes learning English very much. 5, she has how many English classes a week? Here, trees. Okay, trees, circle trees. Very good. She want to become a nurse? No. Doctor? No. Teacher? Yes. Circle teacher. Rồi sắp xếp các từ cụm từ thành câu hoàn chỉnh nào.
What đầu câu, xong tới động từ to be. What are you going to do this weekend? What are you going to do? What are you going to do this weekend? Chấm hỏi. Câu số 2 là gì? Cô anh ta bị ho nên anh ta không đi học được. He has a cough, so he doesn't go to school. Anh ta đã gặp một nam diễn viên nổi tiếng vào tối hôm qua. He met a famous actor last night. Câu số 4, what đầu câu đã rồi tính. Xong phải tới did, xong tới chủ ngữ là you. What did you study at school? Bạn đã học gì ở trường thế? Chưa? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ giải combo 2 đề. Đề số 3, đề số 4. Rồi bữa sau chúng ta giải đề số 5, đề số 6 nha.